Đây là con Java Fuco, các chú ở trên Bắc Giang xuống cả một phi đoàn này. Đấy, xuống không khéo lại một người mua xe thành ra ông được xe mang về. Mấy vụ bây giờ chú nhá. Mấy vụ mấy ông đi xem xe, ông mua xe thì không mua được, chỉ ông xem xe thì ông đi cùng thì mua được. Con là con Java. Màu đẹp thật. Thực ra là nó làm đẹp. Màu đẹp này nó đúng màu con xe đồng vậy. Con Java Fuco, cái mẫu này đang bán rất chạy tại Hà Nội Bay. Cái mẫu Java Fuco này là có 32 triệu full carbon luôn, dây điêm sườn. Thì khách sau khi xem rất là nhiều mẫu thì là Java hoặc là Sava, thì gửi hôm qua Hà Nội Bay báo giá con Java cái hôm qua gửi cái chốt luôn nhỉ, nhanh. Đấy, chủ nhân là màu áo màu xanh này. Hôm qua tối hôm qua gọi điện gửi ảnh cái chốt luôn. Nhanh. Ở Hoài Đức khách hàng cháu dưới Hoài Đức đông, nhiều lắm. Nhiều người Hoài Đức hôm trước ship mấy con xuống đấy. Cảm ơn cả nhà nha, các anh các chị, các cô chú đã ủng hộ một vài shop. Chào mọi người, hôm nay Hà Nội Bay một buổi sáng rất là vất vả, từ đến đây thông trưa luôn. Đến đây các bác đến đây chọn xe rất là một xe. Đây là con T10 này, con VH chính hãng, rồi cho đến con Java Fuco, rồi Twitter 5, rồi con Thunder Tiaga 4.700. Xin cảm ơn các chú đã tin tưởng Hà Nội Bay để hôm nay tôi tậu về cho mình 5 con xe. Vâng, xin cảm ơn các chú nhiều nhá. Nhá.